Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ không thể thiếu Dương Triệu Vũ trong đời. Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ về danh hài Hoài Linh Dương Triệu Vũ trong chương trình Mừng Xuân. Đàm Vĩnh Hưng sẽ là ca sĩ mở màn cho chương trình Nghệ sĩ Mừng Xuân 2017, được phát sóng vào lúc 22 giờ tối giao thừa, nhằm ngày 27 tháng 1 2017. Trong chương trình, Đàm Vĩnh Hưng sẽ hát đơn ca bài hát Xuân Yêu Thương và song ca với ca sĩ Dương Triệu Vũ ca khúc Chúc Xuân. Mặc dù chỉ biểu diễn hai tiết mục, song Đàm Vĩnh Hưng đã mang theo 16 bộ quần áo và trên 10 đôi giày đến sân khấu. Trước sự chiêu đáo của đàn anh, ca sĩ Dương Triệu Vũ bật mí trong tình yêu Đàm Vĩnh Hưng cũng kỹ tính như thế. Đàm Vĩnh Hưng cho biết, năm 2016, trừ chuyện tình cảm, còn lại anh khá hài lòng về sự nghiệp và công việc, nhất là Diamond Show kỷ niệm 20 năm ca hát của mình. Khi được chương trình hỏi về việc anh có muốn xin lỗi hay cảm ơn ai trong dịp cuối năm, Đàm Vĩnh Hưng bùi ngùi cho biết, bản thân anh mới là người cần được xin lỗi, vì thời gian qua đã có nhiều người đã làm tổn thương và đối xử không công bằng với anh. Còn về lời cảm ơn, anh muốn dành cho khán giả fan hâm mộ đã yêu thương, ủng hộ anh trong suốt 20 năm vừa qua. Đặc biệt, anh muốn gửi lời cảm ơn hàng tỷ tỷ lần đến danh hài Hoài Linh. Chính danh hài Hoài Linh là người đã trao cho anh cơ hội vàng đầu tiên khi đã dám tin tưởng và quăng một cục tiền cho Đàm Vĩnh Hưng thực hiện CD Tình Ưa Xin Ngủ Yên, giúp Đàm Vĩnh Hưng trở nên nổi tiếng. Đàm Vĩnh Hưng cũng nói vui, trong những ngày Tết, dù trả cho anh 1 tỷ đồng, anh cũng không nhận lời đi show ngoài thành phố, bởi bản thân anh đã từng rất nhiều lần thấm thía nỗi buồn xa nhà trong dịp Tết, nên năm nay anh chỉ muốn đón Tết ở Sài Gòn. Chia sẻ về những người mà anh muốn gặp nhất trong những ngày Tết, Đàm Vĩnh Hưng nói người đầu tiên là một vị thần may mắn, hiện đang sống tại miền Trung, một người chị tinh thần, hai người con nuôi, con của em gái Đàm Vĩnh Hưng và đặc biệt là Dương Triệu Vũ. Anh cho biết, bản thân anh cũng không hiểu vì sao nhưng với anh, Dương Triệu Vũ là một người không thể thiếu trong cuộc đời của anh. Ngoài Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ, chương trình còn có sự góp mặt với nhiều danh ca và ca sĩ nổi tiếng khác như Giao Linh, Phương Dung, Trang Mỹ Dung, Thanh Hằng, Kim Tử Long, Quế Chân, Kim Xuân, Thu Minh, Lệ Quyên, Phương Thanh, Hiền Thục, Nu Phước Thịnh, Hồ Trung Dũng, Lâm Ngọc Hoa, Thu Hoàng, Tố My, Quý Bình, Angela Phương Trinh, vân vân. Ngoài phần ca nhạc, chương trình Nghệ sĩ Mừng Xuân 2017 còn có hai tiết mục hài kịch và nhạc kịch. Tiết mục nhạc kịch mang tên Học viện Táo Quân do trưởng nhóm Buffalo và Khắc Duy làm đạo diễn, với sự tham gia của diễn viên Cát Tường, Cả Như, Khắc Duy và các thành viên trong nhóm kịch Buffalo. Ngoài phần kịch, khán giả cũng sẽ được lắng nghe những chia sẻ của nghệ sĩ về năm 2016 thông qua phần trò chuyện mang tên Nghệ sĩ Mừng Xuân. Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!